Chào tất cả mọi người, em chào tất cả anh chị, em chào tất cả các bác đang xem video của em. Ở đây thì em có một cây kiếm Taiwan, kiếm có nghĩa là kiếm Đài Loan ấy. Thì cái bộ lá của nó, thân lá nó thì nhìn ra là nó lá dựng, dọc lá dựng thẳng đứng. Các anh chị ạ, dòng lá dựng thẳng đứng nhá, với cái cây kiếm này. Nhưng cây này em muốn nói ở đây là cái cây nó là một trong cây kiếm rất đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì nó chi hoa rất đều, cánh to bầu và nó là dạng đột biến. Nó chia rất là đều, đây anh chị có thể nhìn thấy đấy. Nó chia rất là đều, khi nó nở hết thì nó như này. Tại sao khi nó đẹp, đẹp nhất ấy? Thường thì người ta hay chụp kiểu là để mà tất cả những người mà người ta chơi lan ấy, người ta luôn muốn rằng nhận biết được rằng tổng thể cả một bông hoa nó như thế nào, khi nở căng đến lúc gần tàn nó ra sao. Riêng những cái dòng mà những cái bông mà kiểu dạng cánh mai, cánh sen ấy, mà mọi người nhìn thấy người ta chụp một hai bông ấy, đã là ít bông, thì mọi người cần phải chú ý rằng là cây đấy liệu nó đã nở căng chưa, nở đến lúc tàn như thế nào. Đây nó nở hết này, nó giữ form rất là đều, rất là đẹp. Còn những cây mà khi mà người ta chụp khum ấy, đây em sẽ ví dụ một bông hoa, ví dụ như này, đây là cái bông này, khi bông này nó nở, nó bắt đầu chém cánh, nó tàn này, anh chị nhìn nhé, khi mà khum như này, đây này, ấy trông nó rất là tròn hơn rất là nhiều, trông cánh nó ngắn. Nhưng mà thường những cây nở khum thế nhá thì nó không ấy được đâu, nó không lưỡi nó không mở hết đâu, lưỡi nó không vặn như này, đây này, anh chị nhìn lưỡi nó vặn này, đây này, lưỡi nó vặn, cái lưỡi của nó vặn này, đấy, còn khi mà mới nở lưỡi thẳng, lưỡi sẽ thẳng tắp, đấy. Thì mọi người chú ý khi mua những cái cây kiếm mà mình chỉ nhìn hình ảnh. Còn em thì luôn ưu tiên cái việc là hoa dù nó xấu, nó đẹp, nó đắt hay là nó không đắt, giá trị như thế nào, thì mọi người cũng nên chú ý rằng là một cái cây, để mà một cái kiếm ấy, lan kiếm mà nó nở hết, thì mình phải để ý rằng là cả cái cần hoa của nó nở hết, nó có đẹp như này không, thân lá cân đối không, và hoa của nó như thế nào. Chứ nếu như mà bởi vì là khi mà anh chị mua trên này ấy, anh chị nhìn một hai bông ấy, thì tất cả những cây có thể là phi điệp hay là kiếm hay là địa lan hay là tất cả các thể loại, nhìn chung là hạn chế mua khi chỉ có ảnh, bởi vì qua ảnh mà một hình ấy, thì nó sẽ rất là khó. Một hình và một bông ấy, mình cần phải xem được nhiều bông để khi mà nó nở ra rồi thì mình biết được rằng là cái cây này là nó như thế nào. Chứ anh chị mà mua mà người ta chỉ cho xem ảnh thôi và bảo là có thể là ảnh mà người ta chưa nở nhà người ta ấy, thì tốt nhất là hạn chế, không nên mua. Nên mua những người mà người ta có những cái cây mà người ta chụp và nó nở ít nhất phải một hai lần, và người ta sẽ hiểu được là cái bản chất của nó, bản chất của một cái cây khi mà nó nở bông đầu tiên, khi nó mới nở nó khum nó tròn, và khi mà nó nở căng ra cánh nó có bị quăn hay không, cánh nó bị quăn. Nhất là những cái dòng lan kiếm này nhá, thì mọi người để ý nhá, nếu mà cánh mà nó quăn ấy thì cánh sẽ bé, thế nên là khi mà mới nở được một hai ngày đầu ấy, người ta chụp những cái lúc mà nó mới hé thì còn khúc khum thì sẽ rất là đẹp, nó sẽ tròn, bông hoa nó sẽ tròn và nó sẽ tránh được cái việc là cánh nó bị quăn. Đấy thì mọi người có thể để ý nhá. Thì tất cả những cái bài trên cái kênh của em ấy, là cái kênh Thiên Đường Hàn Hoa ấy, là em đều phân tích rất là chi tiết từng cây, từng bông, từng mặt hoa. Nhiều cây ấy, như em phân tích ở trên kênh của em, cái kênh Thiên Đường Hàn Hoa nhá, phân tích trên kênh đấy là có những bông, ví dụ như cây em đang quay đây là cây Taiwan Gold, nó là một cái cây kiếm Đài Loan. Nó nở trong tình trạng nở tất cả các bông đều như thế này, nó chia rất là đều, nó chia bông rất là đều, anh chị thể nhìn thấy từ trên xuống dưới, đúng không? Từ trên xuống dưới nó rất đều và nó không bị
lỗi ở đâu cả. Khi nó chia ví dụ 10 cm một bông thì cứ 10 cm một bông. Khi mà đương nhiên cái phần cuối này này, phần cuối này thì nó sẽ mau hơn một chút. Cây nào nó cũng vậy. Nhưng mà ở trên kia từ trên này xuống đây là nó tương đối là đều. Với một cái cây kiếm, cái này thì em đánh giá là nó rất là cao, nó cao, bông hoa nó rất đẹp, cánh bầu, lưỡi nó không bị vặn vẹo, lưỡi thẳng và cân đối từ bông hoa đến thân lá. Thì mọi người có thể chú ý rằng là khi mà mình mua cái cây lan kiếm ấy, thì nên chú ý rằng là nó đã nở nở cả chùm. Mình phải xem là cả chùm bông, bởi vì xem một bông ấy, hoặc là xem hình ảnh thì nhiều khi nó không được là như trong ảnh đâu, bởi vì khi mới nở và khi nở lâu rồi thì nó sẽ rất là khác nhau rất là nhiều. Thì hôm nay em giới thiệu về cây kiếm Đài Loan, kiếm Taiwan Gold Đài Loan, hoa màu vàng, lưỡi vàng trắng, ở giữa trắng và hai bên vàng. Đấy thì em giới thiệu chi tiết một chút. Thì cây này đây, thì cây này thì nó không là cây không có ấy, không có mầm nhỏ. Cây này không có mầm nhỏ. Nhưng mà thường khi mà em giới thiệu về những cây này thì mọi người cũng biết rằng là những cái cây xanh vàng này, xanh vàng là nó đều xanh hết, mầm non hay những cái bẹ non này nó đều xanh, nó không phải ám tím nhá. Tất cả những cái bẹ này này, mọi người chú ý rằng tất cả cái bẹ lá này đều xanh nhá. Và ở trên cái thân này nó cũng xanh này, nó xanh vàng chứ nó không bị xanh có, nó không chấm tím hay gì cả, nó đều phải xanh vàng hết các bác nhá. Anh chị nó chú ý cái này phải xanh vàng này. Thấy dòng Taiwan thì dòng lá dựng, mầm nó xanh vàng nhá. Mầm xanh vàng thì cái này nó đẻ thì lúc nào nó cũng có thể là ra mầm được, quanh năm nó đều có thể là ra mầm các bác nhé. Các anh chị có thể để ý là như vậy. Thì một cái cây mà nó có cái tỷ lệ khả năng dễ trồng như là cây kiếm thì là mọi người nên rất là sưu tầm, nên sưu tầm những cây này. Đây là cái củ lá của nó, một bên là củ tơ, củ này là củ mẹ này, củ này là củ tơ này. Củ mẹ này nó trưởng thành thì là nó sẽ ra hoa, còn hoa kia đấy. Em muốn nói rằng là cái cây này củ tương đối là to, nó rộng khoảng từ 3 đến 4 cm. Với những củ như này, củ bình thường, có những củ to hơn thì nó có thể to hơn các bác nhé, to hơn và nó cao khoảng từ 5 đến 7 cm. Lá của nó thì đây, lá của nó dòng lá dựng, anh chị để ý nhá, giá lá nó gần như là dòng lá dựng. Khi mình nhìn thấy cái chiều dựng của nó, cổ lá của nó dựng rất là mạnh luôn, nó không như kiếm Huế hay là những cái dòng kiếm Vị Hoàng hay Phan Chí các thứ đâu. Cái cổ này nó lên thẳng nhiều này, chứ nó không xòe ngang. Chứ còn lá này nó tương đối thẳng, những cái lá chính giữa nó gần như thẳng đứng luôn. Đây, các chị nhìn mầm này thì thấy này, nó rất là thẳng. Để mà nó không mở lá như những dòng khác, riêng Đài Loan nó như vậy. Đấy, thì cái lá của nó dài thì như cái này của em nó dài khoảng 60 cm. Và có thể là từ 40 đến khoảng tầm 80, bởi vì do khi mà anh chị nuôi nhiều nắng ấy, thì nó sẽ ngắn hơn. Ít nắng thì lá nó dài. Và cái độ to, bản lá to của nó thì lá nó to khoảng từ 2 đến 4 cm, phụ thuộc vào mình nuôi hết. Mình nuôi nhiều nắng cho ăn nhiều phân thì nó sẽ lá to và ngắn. Còn mình nuôi vườn mát thì lá nó dài và nhỏ hơn. Nhưng thường nó có một cái đặc trưng là lá dựng. Anh chị để ý là thế, và nó luôn có khuyết này. Khuyết chắc chắn nó có khuyết. Đấy là cái cây thân lá cây kiếm Đài Loan này nhé. Đấy thì em nói về cái hoa của nó. Hoa của nó đây này, chỗ này là có một bông bị rụng này anh chị nhá. Có cuống hoa bị rụng này, bởi vì là do va chạm. Đấy thì nếu nó có một bông một bông ở chỗ này nữa thì nó sẽ rất là đều, chia cực đều. Đây chị có thể nhìn thấy trên cùng dưới này. Đấy nhá. Đấy. Nó chia rất là đều. Mà cả một chuỗi của nó thì đây, anh chị có thể nhìn nó rất là đều, nó rất đều luôn, rất là đều từ trên xuống dưới. Nó cây chia rất là đều, rất là đẹp, rất đẹp. Và nó có bộ cánh rất là to. Cây này nở hoa nó dịp từ tháng 3 đến tầm tháng 9. Thì đấy là do mình nuôi trồng ấy, nhà nhiều nắng ít nắng, và cách mình cho ăn phân, phân lân nhiều hay kali nhiều hay là đạm nhiều. Nhiều đạm mà nó không ra hoa, nó hạn chế ra hoa anh chị nhé.
Thế thì anh chị cần chú ý những cái điều đơn giản như vậy thôi. Cây to Tagalog này thì em có một số cái hình ảnh cận bông rõ chi tiết để mọi người cùng nhìn vào những cái chuỗi chuỗi hoa của nó, để anh chị nhìn nó rất là đẹp. Mọi người chú ý, cây này thì nó là một cây như em đánh giá thì nó rất là đẹp, rất đáng để chơi. Đấy, và mọi người chú ý là khi mà chơi lan kiếm này nhá, thì cách tốt nhất là mình cứ biết chính xác nó là nguồn gốc này. Mình mua cây được chuẩn hoa này và biết được chuẩn là nguồn gốc này. Và mới biết được cả chùm hoa của nó như nào, hoa ra làm sao, thân lá như nào. Mọi người nên chú ý tìm hiểu trước khi mua. Bởi vì bây giờ là nó rất là khó nói khi mà cây nhà người ta chưa nở hoa. Thì tất cả các cây mà anh chị mà cảm thấy là chưa có, mình chưa tìm hiểu và chưa biết về nó ấy nhá, thì lên cái trang, lên cái kênh của em là kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy. Cái kênh trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa thì nó có rất là nhiều mặt bông em đã từng quay và em đã giới thiệu với mọi người, để mọi người đi mua chú ý một số cái vấn đề để mình biết rằng là cái cây đấy nó thân lá như này. Nếu như anh chị mà không biết thì rất dễ là gặp phải kẻ gian người ta lừa đảo, người ta bán cây không chính xác. Thì là em cũng chỉ muốn làm những video để mọi người cùng biết và nhận dạng về nó thôi. Còn thì có thể là một số người là không thích hay là thích, thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi em. Những cái video của em thì mọi người hãy chú ý để khi mình mua cây không bị nhầm lẫn nhé. Ví dụ như mua cây Tawan này thì Tawan Gold này thì nên để ý và thân lá như nào, củ ra làm sao, hoa như thế nào, người ta cung cấp hoa thì mình có đúng không. Nếu đúng thì mình mua thôi. Thân lá hoa mà giống hệt, mà mọi thứ đúng giống hệt như cây đang nở đấy thì mình mua thôi. Bởi vì em chỉ muốn giới thiệu để mọi người cùng biết và đi sưu tầm mua thôi. Mua của đơn vị nào đi chăng nữa thì cũng nên là tìm hiểu để xem đơn vị đó là người ta bán cây những cây như thế, thân lá này có đúng không. Thì anh chị cứ đăng ký kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì có một số cây em đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Thì từ sắp tới này thì em sẽ cố gắng để giới thiệu tất cả những cái loại cây mà nó đã nở nhà em trong năm nay. Bởi vì năm nay em mới bắt đầu làm, năm 2019 em mới bắt đầu làm. Thì mọi người chú ý để tránh mua bị nhầm lẫn, không thì sẽ rất là khó nói chuyện khi mà một nhà vườn lớn uy tín, đúng không ạ? Thì anh chị chú ý nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Những cái video mà giới thiệu như này em cũng chỉ giới thiệu đơn giản, nó cũng không gì khó lắm. Anh chị cố gắng nhớ để mình có thể mua được một trong những cây đúng mà mình yêu thích và giá trị đúng, giá trị thực của nó, đừng để bị mua đắt. Và cũng đừng tham mua rẻ, bởi vì mua rẻ rất dễ người ta lừa mình, và mua đắt thì nó là một điều lãng phí về kinh tế. Cảm ơn anh chị nhé, chào anh chị.